Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 28 tháng 6 năm 2023. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Trung Quốc cấp tập sơ tán dân sau trận lũ lịch sử. Người Trung Quốc trắng tay sau thảm họa lũ lụt, nghìn năm có một. Kinh hoàng cảnh lũ cuốn trôi hàng loạt ô tô ở Trung Quốc, mưa lũ dữ dội cuốn trôi đập nước Trung Quốc. Và còn rất nhiều tin tức khác nữa chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Còn ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Trung Quốc cấp tập sơ tán dân sau trận lũ lịch sử. Người dân vùng lũ đã được sơ tán bằng cầu phao, trong khi một cơn bão khác sắp đổ bộ vào đất liền Trung Quốc. Hàng triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt lịch sử ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, khiến người dân bị mắc kẹt trong tình trạng không còn thức ăn hoặc nước uống. Các tuyến đường bộ và đường sắt cũng bị nhấn chìm trong biển nước. Thành phố Trịnh Châu, nơi sinh sống của 12 triệu dân và là thủ phủ của Hà Nam, đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ nghìn năm có một vừa qua. Chỉ trong 3 ngày, Trịnh Châu ghi nhận lượng mưa gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm của cả thành phố. Ít nhất 33 người đã thiệt mạng do lũ lụt tại Trung Quốc vào đầu tuần này, sau nhiều ngày mưa lớn. Số người chết được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm cách tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Các nhân viên cứu hỏa tiếp tục bơm nước bùn từ các đường hầm, bao gồm hệ thống tàu điện ngầm, nơi có ít nhất 12 người bị chết đuối bên trong. Tại các khu dân cư, nước vẫn còn ngập đến ngang người. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy xúc, xuồng cao su và bè tạm để sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời truyền thực phẩm và vật dụng cho những người còn mắc kẹt trong các khu chung cư cao tầng. Tại Tân Hương, Hà Nam, phóng viên của AFP chứng kiến cảnh người dân địa phương lội qua vùng nước ngập, mang theo vật nuôi, xe đạp và đồ đạc. Lực lượng cứu hộ đã giúp một số người dân sơ tán đến an toàn bằng xuồng và phao. Một số người già ngồi trên xe lăn được lực lượng cứu hộ nâng lên qua những con phố ngập lụt. Hiện tại, gần 9.000 người đã được chuyển tới nơi an toàn. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, đồng thời cho biết chính quyền đang sơ tán 19.000 người còn lại. Các nhân viên cứu hộ hôm nay cũng sử dụng cầu phao để đưa hàng trăm người dân đến nơi an toàn, trong khi nước ở khu vực xung quanh họ ngập đến tận ngọn cây. Người dân thậm chí di chuyển bằng máy xúc để băng qua những con đường ngập lụt ở Trịnh Châu. Liang Long, nhân viên tại một khách sạn ở thành phố Tân Hương cho biết hàng trăm người đã đến khách sạn này để tìm nơi ẩn náu từ chiều ngày 22 tháng 7 và suốt cả đêm. Những ngôi làng của họ đã bị san phẳng, không còn lại gì. Ông cho biết, khách sạn, nơi cách các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khoảng 20 km, liên tục nhận được các cuộc gọi cầu cứu. Có rất nhiều người ở đây và lương thực của khách sạn chúng tôi sắp hết. Long cho biết thêm, thông báo từ chính quyền Trịnh Châu hôm nay cho biết hơn 395.000 người buộc phải sơ tán và trận lũ lụt đã gây thiệt hại hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội đã cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của lũ lụt với ô tô chất thành đống và người đi bộ bị hút xuống cống thoát nước. Li Kui, một trong những tình nguyện viên tham gia cứu trợ người dân vùng lũ, cho biết nhu cầu về hàng thiết yếu và lương thực hiện rất lớn. Chúng tôi bắt đầu một ngày làm việc từ 8 giờ sáng hôm trước cho đến 2 giờ sáng hôm sau. Ngoài việc ăn trưa và tắm, chúng tôi lại đi trên phố cả ngày, Li nói với Reuters. Khi được hỏi liệu anh có bị kiệt sức hay không, Lee nói, có, nhưng so với những người bị mắc kẹt, họ còn cảm thấy tồi tệ hơn. Nỗ lực sơ tán người dân vùng lũ được thực hiện khẩn trương khi bão Infa đang tới gần. Các nhà khí tượng học vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão Infa. Cơn bão đã trút lượng mưa lớn xuống Đài Loan và bờ biển phía đông của Trung Quốc, dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực Duyên Hải từ ngày 25 tháng 7, nơi có hàng chục triệu người sinh sống. Sau khi đổ bộ, Infa có thể di chuyển trong khu vực phía đông Trung Quốc mang theo lượng mưa lớn kéo dài, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo. Người Trung Quốc trắng tay sau thảm họa lũ lụt, nghìn năm có một. Nhiều người dân nói rằng họ mất hết tất cả sau trận lũ lụt kinh hoàng, nghìn năm có một ở các thành phố thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hàng nghìn người vẫn bị mắc kẹt tại các khu vực của miền Trung Trung Quốc khi lũ lụt tiếp tục ập đến khu vực này sau đợt mưa kỷ lục.
ít nhất 33 người đã thiệt mạng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, số người dự kiến sẽ còn tăng lên khi các đội cứu hộ tiếp tục các khu vực đông dân cư, nơi đường dây kết nối liên lạc đã bị tê liệt do mưa lũ. Các trận mưa lũ kinh hoàng, trong đó có trận mưa kỷ lục chút xuống thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam vào đầu tuần này, hiện đã di chuyển lên phía Bắc Trung Quốc, khiến nhiều người bị mắc kẹt sống trong cảnh mất điện, mất nước, bao gồm các bệnh viện. Trịnh Châu là một trong những nơi ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ nghìn năm có một lần này tại Trung Quốc. Thành phố ghi nhận lượng mưa hơn 617mm, gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm của cả thành phố. Chính quyền địa phương cho biết 29 trong số 30 hồ chứa của khu vực đã bị quá tải. Ít nhất 2 hồ chứa lớn gần Trịnh Châu đã bị hư hại hoặc có nguy cơ sụp đổ vào tuần này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết lũ lụt đã gây ra thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Tôi đã mất tất cả đều bị cuốn trôi hết. Một người dân ở thị trấn Mihe, Hà Nam nói với AFP trước khi bật khóc. Những ngôi nhà đổ nát, những con đường ngập bùn, xe ô tô chất thành đống là những hình ảnh đang diễn ra tại Mihe. Những người dân địa phương kiệt sức sau khi trải qua những ngày tháng kinh hoàng vì mưa lũ. Nhiều người dân không được ăn suốt nhiều ngày qua, điện, nước và mạng điện thoại đều bị gián đoạn sau trận lũ lụt kinh hoàng. Mihe từng là một thị trấn sôi động, thịnh vượng, nhưng giờ đây nó hoàn toàn đổ nát. Một sinh viên đại học 22 tuổi tên Ju nói với AFP. Với những chiếc xe chở đầy lương thực, nước uống và vật dụng, đội cứu hộ tình nguyện bầu trời xanh đã đến Mihe vào sáng ngày 22 tháng 7. Tình nguyện viên Quang Lang cho biết họ đến thị trấn Mihe theo lời kêu gọi của lực lượng cứu hỏa địa phương nhằm giải cứu những cư dân mắc kẹt và làm việc với chính quyền địa phương để sơ tán cư dân và vớt xác nạn nhân. Hàng trăm nghìn người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên khắp tỉnh Hà Nam, đất nông nghiệp bị tàn phá bởi nước lũ trong khi giao thông bị tê liệt. Một sinh viên tại Hà Nam đã lập một bảng tính và chia sẻ cho người thân của những nạn nhân mất tích hoặc mắc kẹt để họ cung cấp thông tin. Danh sách được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng lên đến hàng trăm cái tên. Lực lượng cứu hộ với xẻng và mũ bảo hiểm đã chiến đấu với lớp bùn dày ít nhất 30cm, cố gắng giúp người dân quay lại cuộc sống bình thường sau những ngày quay cuồng trong bão lũ. Người dân địa phương kể lại những khoảnh khắc khi họ được kéo lên từ những ngôi nhà bị ngập lụt để đưa đến nơi an toàn, hoặc chạy lên các tầng cao hơn và chứng kiến những ngôi nhà lân cận đổ sập trong trận lũ dữ dội. Chúng tôi không thể sơ tán kịp thời vì bà tôi bị tàn tật và không thể ra khỏi nhà. Tôi rất sợ rằng mình sẽ chết đuối, một học sinh 16 tuổi tên Giang nói, đồng thời cho biết ngôi nhà của họ đã bị ngập hoàn toàn. Kinh hoàng, cảnh lũ cuốn trôi hàng loạt ô tô ở Trung Quốc. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt ô tô ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị nước lũ cuốn trôi sau những trận mưa lớn kéo dài từ cuối tuần trước. Nhiều thành phố ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc những ngày qua phải hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử. Theo dữ liệu khí tượng thủy văn, đây là đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất gần 70 năm. Song truyền thông địa phương mô tả đây là trận mưa lũ nghìn năm có một bởi sức tàn phá của nó. Một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông và các mạng xã hội ở Trung Quốc cho thấy dòng nước lũ chảy xiết cuốn phăng hàng loạt ô tô và các phương tiện giao thông khác, nhiều tuyến đường biến thành sông. Tại thành phố Củng Nghĩa, một quan chức cơ quan khí tượng địa phương bị mắc kẹt sau khi ô tô bị nước lũ cuốn xuống một con mương. Vì quan chức này đã tìm cách phá cửa kính ô tô, leo lên nóc xe để kêu gọi người giúp đỡ. 2 giờ sau đó, khoảng 20 nhân viên cứu hộ địa phương đã dùng một sợi dây thừng để giải cứu ông. Tại thành phố Trịnh Châu, ô tô bị nước lũ cuốn trôi được nhìn thấy chất đống trên các tuyến đường phủ đầy bùn đất. Trịnh Châu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này. Thành phố ghi nhận lượng mưa hơn 617mm, gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm của cả thành phố. Trận đại hồng thủy ở Hà Nam những ngày qua đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, 8 người mất tích và hàng trăm nghìn người phải sơ tán, trong khi đời sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng, nhiều nhà cửa, đường xá, cầu cống bị phá hủy. Những người được cho là sơ tán đến nơi an toàn vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến nhà cửa của hàng xóm bị nước lũ nhấn chìm. Gia đình cháu không kịp sơ tán vì bà cháu bị khuyết tật, cháu đã rất sợ bị chết đuối, một nam sinh 16 tuổi tên Giang cho biết. Lực lượng cứu hộ sau đó đã sơ tán gia đình Giang đến nơi an toàn trước khi ngôi nhà ngập trong biển nước. Trong khi đó, một người dân trung niên ở thị trấn Mihe, Hà Nam bật khóc khi nói về tình cảnh hiện nay. Tôi đã mất hết, tất cả đã bị nước lũ cuốn trôi. Mihe từng là thị trấn giàu có, sôi động nhưng giờ đây đã bị phá hủy hoàn toàn, một sinh viên địa phương chia sẻ.
người dân ở Mihe cũng như nhiều nơi khác ở Hà Nam đã phải sống trong cảnh mất điện, mất nước và bị nước lũ cô lập nhiều ngày qua. Hiện nước đã rút đi, tuy nhiên, cơ quan khí tượng địa phương dự báo mưa lớn có thể trở lại trong vài ngày tới, cản trở các nỗ lực cứu trợ khôi phục sau lũ. Lũ lụt thường xảy ra vào mùa mưa ở Trung Quốc, tuy nhiên hậu quả của nó ngày càng tồi tệ, một phần do đô thị hóa quá nhanh và biến đổi khí hậu. Trong mùa hè này, thời tiết cực đoan cũng xảy ra ở nhiều khu vực của Trung Quốc. Hàng trăm nghìn người ở tỉnh Tứ Xuyên đã phải sơ tán do lũ lụt và sạt lở đất. Mưa lũ dữ dội cuốn trôi đập nước Trung Quốc. Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại Nội Mông, Trung Quốc đã làm vỡ hai đập ngăn hồ chứa, làm hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng trong tuần qua. Theo Nhân dân Nhật Báo, vụ việc diễn ra khi mưa lớn gây ra lũ lụt ở thành phố Hô Luân Bối Nhĩ, khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc. Hai đập ngăn hai hồ chứa ở địa phương đã bị vỡ. Theo đó, lượng nước đổ về sông Numin liên tục tăng vào cuối tuần qua đã gây áp lực lên hai đập ở hồ chứa Yonggan và Shingpha ở huyện Morinagawa, khiến chúng gặp sự cố. Vụ sập đập đã làm ảnh hưởng tới 16.660 người, làm ngập hơn 21.700 ha đất nông nghiệp, phá hủy 22 cây cầu, 124 cống và 15,6 km đường cao tốc. Do người dân đã được di tản trước khi vụ vỡ đập xảy ra, nên vụ việc chưa ghi nhận thiệt hại nào về người. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ, làm thủy điện và phục vụ giao thông đường thủy. Hơn 80% trong số đó đã có tuổi đời trên 40 năm. Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ cực đoan đã gây nhiều thiệt hại cho Trung Quốc. Gần đây nhất, thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam ở miền Trung Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt nghìn năm có một khi lượng mưa trong 3 ngày dội xuống bằng tổng lượng mưa trung bình trong một năm, gây ra cảnh tượng đổ nát tại nhiều khu vực. Ít nhất 33 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người khác phải đi di tản do mưa lũ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!